Xin chào tất cả mọi người, lại là Dear đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dear Tarot, tâm sự cùng người lạ Tara. Ngày hôm nay vẫn là một cái trải bài như thường lệ, với một cái chủ đề hết sức là thú vị, là cuộc đời đã dạy bạn những điều gì. Hay nói một cách khác, cuộc đời đã trap bạn bao nhiêu lần. Vậy sau những lần trap đó, cuộc đời cho bạn thấy được điều gì? Sự thật đẹp đẽ, gọi là sáng mai hoa hồng nở, hay là cuộc sống bế tắc đồ đó mọi người. Ngày hôm nay là một ngày cuối tuần và cái nhà kế bên của Ni đã đang sửa, cho nên rằng là có thể trong cái lúc mà đang xem tarot cho mọi người thì sẽ nghe những tiếng đùng đùng kình kịch ình ịch, thì mọi người bỏ qua những cái vấn đề đó đi nha. Thay vào cái cách chọn tụ bài như cũ thì hôm nay Dear quay trở lại với một trong những cái cách chọn tụ bài mà Dear đã từng dùng ở trên kênh mình rất là nhiều rồi, đó là chọn bằng các cái đầu sách. Hôm nay được chia cũng như thành 4 tụ bình thường thôi, 1, 2, 3, 4. Tụ 1 với cái cuốn sách tên là Chẳng Bao Giờ Trễ Cả, thì Dear được tặng cái cuốn này trong một cái lần đi mua sách cũ với bạn. Dear nó thích mua sách cũ lắm, còn Dear thì cũng không có khoái gì sách cũ. Cái cuốn thứ hai đó là cuốn Hạt Giống Tâm Hồn, Chương Vượt Qua Thử Thách, trong cái phần Vượt Qua Thử Thách. Cuốn thứ bảy đó là cuốn thứ tư là cuốn Hạt Giống Tâm Hồn tập 7 với những câu chuyện cuộc sống, và cuối cùng là Hạt Giống Tâm Hồn Điều Kỳ Diệu Từ Cách Nhìn Cuộc Sống. Ok, bây giờ thì các bạn hãy tiến hành chọn cho mình một cái tụ bài nào đó mà bạn cảm thấy đang thu hút bạn. Nếu mà bạn cảm thấy bị thu hút bởi nhiều hơn một tụ thì bạn có thể xem hơn một tụ, còn nếu bạn hiện tại bạn vẫn chưa có một cái sự và lựa chọn cho mình bất kỳ một trong những cái tụ này thì ok, cứ để đó thôi và hãy đợi đến một khoảng thời gian sau khi bạn thoải mái hơn, khi bạn cảm thấy muốn xem thì bạn có thể quay lại trở lại kênh của Dear nha. À, nhắc đầu tiên luôn, nhớ like, subscribe kênh channel của tôi nha mấy má ơi. Ok, bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, chúng ta cùng nhau đến với tụ bài số 1 thôi. Tụ bài số 1, đầu tiên thì Dear sẽ để cái cuốn tập ra chỗ khác đi ha, mà hồi chúng ta sẽ tính tới cái cuốn sách đó. Đầu tiên với cái câu hỏi của chúng ta trong ngày hôm nay là cuộc đời này đã dạy bạn những điều gì, thì Dear phải xem là những cái lần vấp ngã đau điếng trong cuộc đời của bạn là gì. Đầu tiên bạn có lá Three of Cups, tiếp theo có lá Four of Wands, The Moon, Page of Pentacles, wow, Seven of Pentacles, wow. Ok luôn, rất có thể là những bạn chọn tụ bài số 1 á là những con người có gai sau lưng, là kiểu bị hay bị bạn bè đâm chọt sau lưng á, hoặc là hay bị bạn bè nó phản cho á, thấy rất là rõ luôn. Cái thứ hai á, bạn là một cái người rất là lạc lõng và bơ vơ, theo kiểu là bạn cũng muốn tin tưởng vào bạn bè á, nhưng mà có lẽ bạn bị đâm nhiều quá cho nên bây giờ bạn sợ những cảm giác đến từ phía sau của người khác đó bạn. Ok, bạn bị đâm nhiều quá đó nên bây giờ ai mà đến từ phía sau là bạn rất là cảnh giác nha. Tiếp ở đây á, đi cảm nhận được á là bạn thường xuyên bị lừa. Nói chung những cái trap của bạn á, những cái bài học cuộc đời của bạn nó đến từ cái việc bạn tin người quá thể, bạn bị lừa lọc, bạn bị nói chung là bị mụ mị trong những mối quan hệ xung quanh của bạn đó. Ở đây là đi nhìn thấy vậy ha. Để xem tiếp tục, vậy thì bạn trước những cái vấp ngã đó, trước những cái sự lừa lọc này bạn như thế nào? The World nè, King of Swords nè, Four of Fire, Eight of Fire. Ôi trời, rồi ok, đương nhiên nó phải như vậy thôi, đương nhiên nó phải là như vậy thôi. Nói chung bạn là giống như bạn như là từ gọi là Bồ Tát Quần Sanh Lợi Pháp đồ đó, có tấm lòng từ bi phổ độ chúng sanh rồi đó. Nói chung là bạn có bị người ta phản bội nhưng mà bạn cũng không có đến nỗi là quá là quán trách hay trách hờn người ta nhiều đâu. Tức là bạn vẫn sẵn sàng bỏ qua cái lỗi của người ta. Bạn thuộc cái dạng giống như là nó đâm bạn nát bấy cái lưng rồi nhưng mà bạn vẫn ok, come to me, xong rồi I will give you a hug đó vậy. Mình sẽ cho bạn một cái ôm ấm áp để hai đứa cùng nhau xin lỗi, dạng giống vậy đó. Nói chung bạn, đối với bạn á, là miễn người ta làm lỗi với bạn nhưng người ta ý thức được người ta có lỗi và người ta gọi là hối hận gì điều đó, hoặc là người ta xin lỗi bạn, là bạn coi như bạn xóa sạch sành sanh á, bạn không phải là một người bị ghim quá lâu những cái này. Nhưng bị ghim quá lâu, có bị ghim quá lâu hay không, nó không đồng nghĩa với ý mà Dear sẽ sắp nói ra đây. Tức là bạn thì bạn vẫn sẵn sàng tha thứ, nhưng để cho cái việc tin tưởng một lần nữa vào cái người đó thì bạn sẽ say no. Bạn sẽ say no luôn. Và hiện tại Dear đang nhìn thấy được cái việc á là có thể là bạn sẽ thiên về cái hướng là bởi vì bạn bị đâm nhiều quá cho nên bây giờ đôi khi bạn hơi mất niềm tin vào cuộc sống. Có thể bạn vẫn có nhiều bạn bè, có thể bạn vẫn tiếp tục tạo mối quan hệ nhưng bạn không còn đặt niềm tin nhiều như trước nữa. Ok, vậy thì bài học của bạn ở đây là gì? Bài học của bạn ở đây là gì? Bạn có lá 7 tiền nè, có 2 kiếm nè. Ok,
Cái bài học ở đây á, đôi khi bạn cần phải mở con mắt bạn ra, đôi khi bạn cần phải bổ cái đầu bạn ra, bạn nhìn cái thế giới này nó một cách đa diện hơn. Tức là đôi khi á, ok, cho người khác cơ hội cũng đúng là cho mình một cơ hội, cái điều này đều đương nhiên. Cái câu nói nữa quá là nổi tiếng là cho người khác cơ hội cũng chính là cho bản thân mình một cơ hội. Đi không phản bác cái điều này, nhưng đi sẽ phản bác bạn ở cái vấn đề sau đây. Bạn hãy lựa chọn chính xác cái con người mà mình nên cho cơ hội. Không phải bất kỳ ai bạn cũng nên cho họ cơ hội. Không phải bất kỳ ai gọi là cũng đi theo kiểu là đánh đẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại. Nhiều khi nó chạy lại nó đâm bạn cho mấy nhát nữa thì trời, khốn khổ cuộc đời bạn lắm. Ở đây á, bạn vẫn chưa thật sự giác ngộ ra được hết những cái bài học đến từ cái sự lừa lọc đâu. Nói chung bạn vẫn là đang, như đi nói, bạn vẫn là một cái con người với tấm lòng Bồ Tát hoằng pháp lợi sanh rồi đó. Bạn tha thứ cổ độ chúng sanh dữ lắm. Nói chung là bây giờ nó có phản bội bạn, nhưng mà nó có đến xin lỗi năn nỉ thôi. Nhất là mấy con mẹ này nè, những con mẹ nào chọn tụi bài số 1 á, trong tình yêu là chắc còn bi lụy nữa, bi lụy dữ nữa, bị bồ đá xong rồi chắc chắn là cho bồ lại cơ hội thứ hai nếu mà bồ đó quay lại luôn á, thiệt. Nhưng mà chúng ta đang không nói tới bồ bịch, mà chúng ta nói đến những bài học trong cuộc sống thôi. Thì bài học trong cuộc sống ở đây bạn rút ra được cái việc đó là bạn cần có cái nhìn đa diện hơn, bạn cần có cái sự đánh giá đúng mực hơn. Đối với những cái người cần thiết thì nên trao cho cơ hội, còn những người không cần thiết bạn cho nên bạn nên say bye bye tụi nó, ok. Ở đây thì tại Dear có một cuốn sách dành cho những bạn nào mới coi kênh của Dear. Những bạn nào đã coi rất lâu thì cái cuốn sách này nó rất là bình thường rồi. Là Dear sẽ lấy cho các bạn một cái thông điệp đến từ cái quyển sách này bất kỳ, rồi Dear sẽ đọc ra cho một cái câu bất kỳ mà Dear nhìn thấy ha. Đối với cái cuốn này thì Dear sẽ nhìn thấy cái thông điệp gì đây. Ok, Dear thấy là một lời khuyên đúng đắn không hiệu quả bằng một lời đe dọa đúng lúc. Wow. Giống như Dear có nói hồi nãy đó. Giờ có khuyên mấy bạn là mấy bạn thôi, trời ơi tụi mày phải suy nghĩ kỹ đi, trời ơi nó không tốt đâu, đừng có cho nó cơ hội nữa, nó đâm mày nát bấy cái lưng rồi. Bạn không sợ đâu, bạn phải nói với bạn là ừ rồi á, rồi người ta sẽ đến, người ta cắt cái tiết của bạn luôn, người ta cắt cái đầu bạn xuống luôn. Lúc đó bạn mới nhận ra rằng là mình nên gọi là kiểm soát lại cái lòng từ bi hoằng pháp độ phổ độ chúng sanh của bạn. Nói chung tha thứ, cho đi và hòa giải, đó là những cái điều tốt đẹp, đó là những điều đúng đắn. Đi khuyến khích các bạn gọi là hãy tha thứ cho người khác, hãy cho người khác cơ hội, nhưng hãy biết lựa người mà cho, hãy biết mở lòng đúng lúc. Mình tha thứ không đồng nghĩa với việc mình sẽ cho nó cơ hội thứ hai để nó lại tiếp cận mình, để nó lại đâm mình một lần nữa. Ok, tụi bài số 1 kết thúc. Ok, chúng ta đến với tụi bài số 2. Tụi bài số 2 đây, với cuốn Hạt giống tâm hồn vượt qua thử thách, thì để nó qua bên đây để hồi đi đọc luôn. Đầu tiên, để trả lời cho cái câu hỏi rằng là cuộc đời đã dạy bạn những gì, thì đi cũng sẽ xem những cái vấp ngã của cuộc đời bạn là gì ha. Có lẽ mở đầu ra với những bạn chọn tụi bài số 2 thì cái bài học lớn nhất trong cuộc đời bạn có thể là đến từ tình yêu, tình cảm, những mối quan hệ, những mối tình, những cuộc tình, đến từ những sự tiếc nuối, đến từ sự trân trọng. Đi cảm nhận giống như là bạn là một cái con người trước đây ấy nha. Trước đây bạn sẽ là một cái con người theo kiểu là hơi cảm xúc, hơi bồng bột một chút xíu. Bạn đã có những cái quyết định hơi sai cho bản thân mình. Nhưng mà trong thời gian hiện tại thì đi nhìn thấy được việc là bạn đã ngộ ra được một cái điều gì đó rồi. Và cái gọi là bạn đang cố gắng làm tất cả mọi thứ một cách chỉnh chu nhất, làm sao cho mình không có bị hối tiếc, mình không nói lên chữ phải chi. Đi cảm thấy là cái tư tưởng của bạn chọn tụi bài số 2 rất là hay ấy nha. Ok, tiếp thì những cái vấp ngã của cuộc đời bạn nó xoay quanh những cái thứ như tình cảm nè, những mối quan hệ nè, những thứ bạn đã cho đi rồi bạn cũng tiếc nuối, cái kiểu giống vậy á. Nói chung xoay xung quanh là mối quan hệ và sự tiếc nuối, những cái sự hy sinh, những sự cho đi của bạn. Bạn cảm thấy là bởi vì bạn yêu người ta hoặc bởi vì bạn quý người ta nên bạn mới cho đi, nhưng rồi bạn nhận lại những điều nó không được như những gì mà bạn mong muốn. Ok, vậy thì bạn trước những cái sự thử thách đó bạn như thế nào? Six of Earth, 8 of water, 3 of earth, 9 of earth, messenger of war. Wow, wow, wow. Ở đây á, đi nhìn thấy được là cái dạng giống như là bạn á bạn ý thức được á, những cái điều bạn cho đi á, bạn hoàn toàn có thể tìm lại được. Khi mà bạn đứng trước một cái vấn đề giống như là người ta lừa dối bạn, bạn hy sinh ta rất nhiều nhưng mà người ta không có cho, người ta không có gọi là đưa cái sự nhận lại cho bạn, thì bạn cũng không có làm gọi là không mấy phiền lòng gì điều đó. Bởi vì ở đây đi nhìn thấy được rằng là bạn hiểu, phải nói là bạn chấp nhận, bạn hiểu và bạn chấp nhận được cái việc rằng là thôi không sao, thôi không sao, mình cho nó đi, mình mất cái đó thì rồi mình sẽ tìm lại được, không vấn đề gì hết.
đó. Tức là bạn là một người có cái suy nghĩ rất là mở, và bạn là một cái người có suy nghĩ rất là hay, rất là tốt. Đi cảm thấy rất là đang, bạn đáng khích lệ cho những cái suy nghĩ này. Đấy là những suy nghĩ rất là tích cực luôn đó nha. Ok, tiếp đó thì Đi cảm thấy là bạn vẫn tiếp tục nuôi cái sự hy vọng của bạn, và bạn không có bị theo kiểu là bị tha hóa, mặc dù bạn có thể bạn bị vấp ngã nhiều, bạn bị hy sinh quá nhiều và không nhận lại được gì cả, nhưng mà bạn vẫn tiếp tục cho đi, bạn vẫn tiếp tục cảm thấy là nếu mình có thì mình vẫn sẽ cho đi, nếu mình có thì mình vẫn sẽ hy sinh, mặc dù ngay lúc này đâu đó trong bạn vẫn đang có cái việc bạn đang gần như muốn có cái sự nhận lại. Vậy thì bài học của bạn đến từ những cái vấp ngã trong cuộc đời xoay quanh những cái chuyện này đó là cái gì? Ok. Wow. Bài học của bạn á là đôi khi bạn nên hơi vị kỷ vì bản thân một chút xíu. Như ông bà có câu ấy, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Trước khi bạn muốn chăm lo cho người khác, cũng như trước khi bạn muốn người khác chăm lo cho bạn, trước khi bạn muốn yêu thương người khác, cũng như trước khi bạn muốn người khác yêu thương bạn, thì bạn cần phải biết chăm lo và yêu thương cho bản thân bạn đầu tiên. Bởi vì nếu mà ngay chính bản thân bạn, bạn còn không yêu thương bạn được nữa, bạn còn không chăm lo được nữa, thì đừng mong người khác sẽ chăm lo cho bản thân mình. Ở đây Đi cảm thấy rất là cảm kích cái sự những cái trải nghiệm của bạn, và cảm kích cái tấm lòng gọi là rộng lượng hải hà của bạn. Bạn cho đi một cách không cần nhận lại đồ đó, hy sinh đồ đó, được, nói chung là hay, nhưng mà hãy biết vị kỹ cho bản thân, hãy nghĩ cho bản thân một chút xíu, đôi khi những cái điều đó nó sẽ tốt hơn cho bạn. Bài học cuộc sống là hãy cho đi đúng lúc và hãy mưu cầu cho sự nhận lại. Vậy thì Đi sẽ lấy cho bạn một cái thông điệp ở đây. Vậy thông điệp trong cuốn sách này của bạn đó là gì? Ok, Đi sẽ đọc nha. Cuối ngày tôi về nhà, cởi bỏ giày, xoa bóp đôi chân mỏi nhừ và nhìn quanh căn hộ nhỏ bé của mình. Sách được xếp chồng chất trên giá, với tôi sách là một đam mê lớn lao. Đi cảm nhận trong cái câu này á, Đi cảm nhận trong cái câu này có một cái gì đó, một cái hiu quạnh. Bạn đang cô đơn, có thể là những cái bạn chọn tụi bài số 4 đó, tụi bài số 2 này á, đó là những bạn đang rất là cô đơn. Cuối ngày bạn về nhà, bạn mệt mỏi, hiện tại thể hiện là bạn vừa cô đơn mà bạn vừa mệt mỏi trong cái thời gian hiện tại nữa. Bạn nhìn quanh cái không gian sống của bạn chỉ là một căn hộ nhỏ bé, tức là bạn đang bị gọi là bao phủ bởi chính cái lớp vỏ của bạn, bạn đang không thực sự thoát ra khỏi được cái lớp vỏ của bản thân. Nhưng bạn vẫn có những thế giới riêng của bạn. Tuy nhiên thế giới riêng của bạn đó nó thú vị, nhưng bạn không chia sẻ được cho người khác. Vậy thì theo Đi, bạn nên bắt đầu chia sẻ thế giới riêng này ra bên ngoài với nhiều người hơn. Và Đi mong rằng những bạn chọn tụ bài số 2 sẽ sớm có cho mình được những cái cung bậc cảm xúc tốt đẹp hơn nha. Bây giờ thì kết thúc tụ bài số 2. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 3. Ôi, nhà kế bên nó đang sửa cho nên đập thùng thùng cho nên thôi, mọi người cứ bỏ qua cái lỗi đó giùm Đi nha. Giờ mình sẽ tập trung vào cái trải bài thôi. Oh my god. Với câu hỏi rằng là đời đã dạy bạn những gì? Trời ơi, tôi tức ghê thiệt á. Thì ở đây Đi có lấy ra cho bạn một số lá bài để xem bạn đã bị vấp ngã những cái chỗ nào ha, hoặc là một trong những cái vấp ngã lớn của bạn là cái gì. Lại là khắp và lại là tình cảm tiếp, gánh nặng. Ok, tôi thấy giống như là mấy bà mà chọn cái tập ngày hôm nay đều có một cái điểm chung quy duy nhất, cái là rất là thích làm mẹ. Người ta làm mẹ đây tức là thích đi lo chuyện bao đồng á, thích gọi là thích bảo bọc, rồi thích gọi là hy sinh vì người khác, thích gọi là đi ra đánh bàn đục mướn, gánh bàn đục mướn đồ đó, vậy đó. Tại sao vậy ta? Này không phải là tụ của Đi chọn nha, mà tôi cũng thấy tôi đâu đâu mà một cái gì đó rất là Đia trong đây nha, tại tôi cũng có cái tính này. Những cái vấp ngã của bạn thường đến cái việc là bạn quá đặt nặng những cái vấn đề của người khác, hoặc là bạn bị làm quá vấn đề, hoặc là bạn khi đứng trước một cái problem, đứng trước một cái sự cố nào đó, bạn thường rất là lúng túng và bạn thường không biết phải xử lý nó ra sao. Đó chính là cái vấn đề lớn của bạn luôn. Bạn bị rối mù, bạn không có thức tỉnh mình ra được khi mà đứng trước một cái vấn đề gì đó, mà bạn thường theo kiểu giống như là bạn bị ngủ vùi, bạn bị mệt mỏi, bạn bị kiệt sức khi có một cái vấn đề nào đó xảy ra đến với bạn. Và những cái này nó liên quan đến cái gì, là bạn hay làm quá thôi. Bạn hay làm quá. Để xem bạn trước những vấn đề này nó rõ ràng hơn sẽ như thế nào ha. Ok. Nói chung để nói là bạn gọi là quá là gọi là sao ta? Bạn quá bi lụy cũng không phải. Nói vậy thì tội nghiệp cho bạn. Bạn không phải là một con người quá bi lụy.
Nhưng bạn là con người theo cái kiểu giống như là khi mà có một cái vấn nạn gì đó xảy ra với bạn thì bạn cần nhiều người giúp đỡ bạn, chứ ít khi bạn có thể tự vượt qua khỏi cái nỗi đau của bản thân mình. Hoặc nếu mà bạn thuộc trường hợp thứ hai, đó là bạn sẽ tự cường tự lực luôn, đó là bạn sẽ thuộc cái giống nòi, gọi là giống nòi cô độc đó, cô đơn cô độc đồ đó. Bạn ngồi mình, bạn xử lý mình, bạn sống mình, bạn chơi mình, ăn mình, ngủ mình luôn. Nói chung là bạn thuộc hai dạng. Một là bạn rất cần những mối quan hệ xung quanh, cần lắm. Cái dạng thứ hai là bạn là một cái người sống có một cái cuộc sống riêng, và bạn như một cái cá thể riêng biệt tách ra khỏi cái xã hội đầy nhộn nhịp, đầy huyên náo này vậy đó. Bạn đứng trước những cái sự kiện đó thì bạn vẫn cố gắng thay đổi bản thân không ngừng, bạn vẫn cố gắng gọi là giải quyết những cái rắc rối của bản thân. Tuy nhiên á, ở đây như đi đã nói đó, bạn thường làm quá vấn đề. Cái vấn đề của bạn là khi mà gặp một cái vấn nạn gì đó, bạn thường bị làm quá, bạn thường bị đặt nhiều vấn nạn, gánh nặng lên vai. Hoặc cái lá 10 gậy này nó cũng được dịch theo một cái nghĩa khác hơn, đó là bạn thường á, khi có một cái vấn đề gì đó đến với bạn hoặc đến với bạn bè của bạn, bạn thường thờ ơ trước cái vấn đề đó. Bạn đừng thờ ơ trước những vấn đề đó. Ok, vậy thì để xem bài học của cuộc đời của bạn là cái gì nào. Hỡi những bạn chọn tụi bài số 3, đầu tiên là lá 5 gậy ngược, Emperor, Strength, 2 cup, Page of One. Có lẽ đâu đó cái bài học của bạn nó thiên về việc là kết nối tinh thần và cái sức mạnh đến từ tinh thần nhiều. Ở đây đi, nhìn thấy được cái việc đó là bài học cho bản thân bạn đó là đôi khi bạn cần phải đứng lên đấu tranh vì một cái gì đó. Vậy suy ra cái vấp ngã của bạn đó, nó thường đến từ cái việc bạn thờ ơ với mọi thứ nhiều. Bạn thờ ơ với mọi thứ bởi vì có thể bạn lạc quan một cách thái quá, hoặc là bạn gọi là bạn non nớt, hoặc là bạn nghĩ một thứ mọi cách rất là đơn giản, mọi thứ rất là đơn giản và easy rồi đó, cho nên bạn cũng không có gọi là nặng lòng cho lắm. Nhưng mà như vậy thì nó liệu có tốt hay không thì đi không biết. Nhưng mà bạn nên có cái cách nhìn gọi là sâu thẳm hơn. Bạn nên có cách nhìn gọi là soi rọi đến từ bên trong hơn cho những cái vấn đề sắp tới trong cuộc sống của mình. Bởi vì cái bài học của bạn ở đây đến là hãy sử dụng con tim để suy nghĩ và suy xét mọi chuyện. Hãy sử dụng con tim để giải quyết những cái câu chuyện khác. Bởi vì ở đây bạn bị thờ ơ. Hay còn nói một cách khác là bạn bị hay có cái chứng bệnh vô tâm á. Ok, rồi. Ở đây là cuốn sách của bạn, Hạt giống tâm hồn, những câu chuyện cuộc sống. Để xem bạn có thông điệp gì nha. Dừng. Ok, đi nhìn thấy ngay câu này. Dù đã cố gắng tỏ ra can đảm suốt mấy tháng qua, nhưng giờ thì Carmen không thể tránh khỏi nỗi sợ hãi lẫn tuyệt vọng trước bệnh tình của mẹ. Thông điệp của bạn là phải để cho bạn đi vào một cái lối cục, đi vào một cái đường cùng cực nhất, thì khi đó bạn mới có thể đánh thức cái lòng trắc ẩn thì nghe hơi ghê, rồi đánh thức cái cảm xúc bên trong của bạn. Bởi vì bạn là một cái con người hơi thờ ơ, đi cảm nhận như vậy đó. Ok, tụ bài số 3 kết thúc. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 4, cũng là tụ bài cuối cùng rồi. Và bật mí đây cũng là tụ bài mà đi chọn luôn. Tụ bài số 4, điều kỳ diệu từ cách nhìn cuộc sống để đây. Đầu tiên để xem cuộc đời đã cho bạn những vấp ngã nào ha. Ok, bạn là một cái người khá là giỏi nhưng mà cũng hơi nóng tính, cũng hơi chuyên quyền đấy. Cái này thì đúng đối với đi là bạn là một người rất là thông minh đồ đó. Ok, đa số những cái rắc rối của bạn trong cuộc sống này nó đến từ cái tôi cá nhân. Dù từ trong tình cảm cho đến công việc cho đến mối quan hệ thì tất cả những rắc rối đều đến từ cái tôi cá nhân. Có thể trong một cái tôi cá nhân nào đó nó thiếu cái sự chấp nhận. Thiếu sự chấp nhận nha. Và ở đây đi cảm nhận là bạn là một người ưa những cái gì đó mới mẻ. Bạn là một cái người luôn luôn hướng đến những cái điều mới, luôn luôn hướng đến những cái sự gọi là những cái sự cấp tiến bản thân rồi đó. À được, nói chung cái này là cái tích cực. Và đi đã cảm thấy cái này rất là tích cực cho những bạn chọn tụi bài số 4 cũng như là đối với đi luôn. Nhưng bạn bị một cái đó chính là đôi khi bạn bị gò bó bản thân bạn trong bốn bức tường. Bạn bị gò bó bạn trong những cái khuôn mực mà chính bản thân bạn đề ra. Bạn không có dám phá vỡ những cái điều đó. Và đó cũng chính là những cái rào cản của bản thân. Và đó cũng chính là những cái khiến cho cuộc đời này đưa đến những cái khó khăn cho bạn. Đến từ rào cản bản thân nè. Và cái tôi cá nhân, đó là những thứ chi phối rất nhiều. Để xem bạn trước những cái gánh nặng của cuộc sống thì bạn sẽ là người như thế nào. Thật ra bạn là một người khá là uyên bác trong nhiều thứ đó chứ. Nhưng mà có lẽ trong quá khứ cho đến hiện tại thì bạn cũng đã và đang tiếc nuối rất là nhiều thứ. Tiếc nuối về thời gian, tiếc nuối về nhân lực, tiếc nuối về con người, tiếc nuối về cảm xúc, tiếc nuối về mối quan hệ vân vân và vân vân. Nói chung bạn có những sự tiếc nuối. Tuy nhiên đi nhìn thấy được việc là bạn vẫn là một người dần dần trở nên điềm tĩnh hơn và dần dần trở nên biết cách chấp nhận cuộc sống hơn với lá The Hermit ở đây.
Bạn không còn cái tính bộc trực và nông nổi nữa, bạn bắt đầu nuôi dưỡng những cái giá trị bên trong, nuôi dưỡng những cái giá trị lâu dài, và đi cảm thấy đây là cái điều tốt đẹp. Để xem vậy thì bài học của bạn đó là cái gì? Cái bài học của bạn đó là cái gì? Bài học của bạn đó chính là cái sự cân bằng trong tâm hồn. Bài học của bạn đó chính là cái việc bạn cần phải có những cái gọi là bạn cần phải giữ được một cái trạng thái tốt trong cuộc sống. Cái trạng thái tốt là như thế nào, mà trạng thái xấu là ra sao? Thì ở đây nha, để đi sẽ giải thích nha. Trạng thái tốt đó là khi mà bạn có một cái suy nghĩ mở, bạn có một cái đầu não mở, bạn có một cái tinh thần thoải mái, một tinh thần lạc quan, bạn sẵn sàng đương đầu với mọi thứ, và bạn không còn cái tôi cá nhân quá cao nữa. Cái tôi cá nhân nó chỉ được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ và đúng nơi mà thôi. Bài học của bạn đến từ sự cân bằng, dạng giống vậy. Ok, vậy thì một thông điệp cho bạn từ cuốn sách này, cũng như là một thông điệp cả cho đi nữa, mà đi cảm thấy cái này rất là fix đối với đi nha. Ok, bài học 5 tháng và ước mơ. Đầu tiên đi nhìn thấy cái chữ này rất là lớn, và đi nhìn thấy là đó là một buổi sáng chớm xuân, cây sồi già khẳng khiu trụi lá, lặng lẽ nhìn ông lão lay hoay với bản vẽ. Thời gian cứ thế trôi đi khi những tấm ván đã được bào nhẵn và một chiếc khung to đã thành hình. Những chồi non trên cây sồi già cũng đã bung dần ra thành những chiếc lá xanh nõn. Tức là ở đây đi nhìn thấy được là buổi sáng chớm xuân đó là một cái khoảng thời gian đẹp, là khoảng thời gian nuôi dưỡng cho những cái linh hồn, hoặc là đó là thời gian nuôi dưỡng cho những ước mơ. Bên cạnh đó là có những cái mầm non cho thấy được, vì là bạn đang ấp ủ rất là nhiều thứ trong lòng, thì bạn hãy bắt đầu làm, bạn hãy bắt đầu hoạt động, bạn hãy bắt đầu hành động cho những cái điều đó của bạn đi. Và ở đây lời khuyên cho bạn là hãy cố gắng cân bằng những cái mạch sống trong cuộc sống của mình. Ok, tụi bài số 4 kết thúc. Ok, và tụ bài ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ Đi trong thời gian qua. Và mọi người ơi, hãy nhớ like, share và subscribe kênh channel của Đi, cũng như theo dõi Đi trên một số kênh mạng xã hội khác như TikTok nè, Facebook hay là Instagram nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong Đi Tarot Tâm Sự cùng người lạ tập tiếp theo. Bye bye.